Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, gia đình được ví là tế bào của một xã hội mà có nhiều những gia đình hạnh phúc, vui vẻ, yêu thương nhau thì đó là một xã hội vô cùng phát triển. Và ngược lại, trong xã hội mà vẫn còn tồn tại những gia đình bất hạnh, bạo lực hay ngoại tình thì đó sẽ là một xã hội chưa thể phát triển. Gia đình là nơi hiện hữu và hài hòa các mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cháu, ông bà liên kết với nhau bằng tình cảm và huyết thống. Đó là tổ ấm vật chất và tinh thần thân thiết, thiêng liêng và cao cả. Nơi ấy mọi thành viên tìm thấy sự bình yên, tình yêu thương, niềm hạnh phúc, lòng kính trọng và đức hy sinh. Để hiểu rõ hơn về sự sẻ chia trong gia đình, hãy cùng Ngẫm Sự Đời lắng nghe câu chuyện cảm động sau đây nhé. Con dâu tôi là con một. Gia đình thông gia hoàn cảnh nên tôi thương con bé như con đẻ của mình. Bà thông gia nhà tôi số vất vả lắm. Chồng mất sớm, một mình ở vậy nuôi con gái ăn học. Con dâu tôi được mẹ dạy dỗ chu đáo cẩn thận nên ngoan nết, về sống với tôi chục năm nay. Hai mẹ con chẳng bao giờ có điều tiếng gì. Con bé tính cẩn thận, rất biết ý nên giao việc gì cho nó tôi cũng yên tâm. Cách đây hơn 2 năm, bà thông gia bị đột quỵ, mất 60% sức khỏe, phải nằm viện gần 2 tháng trời. Ngày ấy con dâu tôi vất vả vô cùng, một nách hai đứa con thơ, chồng nó thì đi công tác suốt, thế mà vẫn cứ phải chạy về quê liên tục chăm mẹ. Mặc dù dưới quê nó cũng thuê người chăm bà ấy, nhưng vì không yên tâm nên một tuần vẫn vòng về đôi ba lượt. Vì lo cho bà thông gia, con bé đi tàu xe nhiều lại thiếu ngủ nên người cứ gầy xanh như tàu lá. Nhìn con dâu tôi thương quá bảo: "Con đưa mẹ con về đây cho mẹ chăm cùng, để bà ấy ở một mình dưới đó cũng tội. Người ngoài chăm làm sao bằng người nhà. Trên này bố con mất rồi, các cháu thì cũng đi học hết. Thời gian nhàn rỗi, mẹ chăm bà thông gia cùng con chẳng phải tốt hơn." Ban đầu con dâu tôi e ngại, nó sợ tôi vất vả lại mang tiếng với người ngoài, nhưng tôi bảo luôn, quan trọng là mẹ con mình sống với nhau. Mẹ coi bà thông gia như người thân, lúc bà ấy khó khăn, mẹ giúp cũng là điều nên làm. Tôi thuyết phục mãi con dâu tôi mới chịu. Từ ngày bà ngoại chuyển về đây, tôi chăm bà ấy như người thân trong gia đình. Tuổi già đêm ít ngủ, tôi kê giường bên cạnh, hai bà nằm kể chuyện, thi thoảng lại bóp chân tay, lật người cho bà ấy. Được gần con gái, thông gia của tôi tinh thần phấn khởi, cũng nhanh hồi phục hơn. Suốt 2 năm gắn bó bên nhau như vậy, dần dần tôi với bà thông gia thân nhau như chị em gái. Mất hơn 1 năm nằm giường, giờ bà ấy đã ngồi xe, chống nạng đi lại trong nhà. Ngày ngày các con đi làm, hai người bạn già chúng tôi ở nhà, kể chuyện nhặt rau nấu cơm. Nói là tôi chăm thông gia, giúp con dâu chứ thực tình, có bà ấy đến ở cùng, tôi cũng thấy vui hơn rất nhiều. Quan trọng là giúp con dâu tôi yên lòng, thì con bé mới tập trung làm ăn, chăm lo cho chồng con, gia đình, cũng là lo cho tôi được. Mình là mẹ chồng, giúp được chúng nó tí nào hay tí đó. Mình thật lòng với dâu, sau dâu cũng sống hết lòng với mình. Đời luôn có đi có lại, muốn ăn quả ngọt phải trồng giống tốt, còn gieo hạt lép thì sao thu được trái ngọt. Mọi người thấy đúng không ạ? Quý vị thấy đấy, trong xã hội hiện nay, cuộc sống gia đình đang phải đối mặt với biết bao thách thức. Tình người, sự cảm thông, chia sẻ, sự khoan dung, tha thứ, lòng nhân ái, có khi thay vào đó là sự tính toán vụ lợi và thực dụng nhiều hơn. Vì thế khi những lo toan, những bộn bề của cuộc sống, giá trị của đồng tiền được đặt lên hàng đầu. Hơn nữa khi người ta chỉ đầu tư vào các cơ sở hạ tầng mà không chú ý phát triển đến nhân cách con người, thì hạnh phúc đích thực vẫn còn vời xa. Chúng ta vẫn thường nghe, đọc trên đài, báo, thấy dấu hiệu của sự rạn nứt gia đình đang đe dọa trình đập. Bao trẻ thơ đang khao khát về một niềm hạnh phúc nơi gia đình. Biết bao ông chồng không biết đường về nhà, khi vẫn biết nơi ấy là tổ ấm, và cũng biết bao bà vợ tự đánh mất đi thiên chức làm mẹ của mình. Và mỗi người trong chúng ta đều có cách riêng để xây dựng cho bản thân hay gia đình một cuộc sống hạnh phúc, an vui. Thiết nghĩ, để có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, rất cần đến vai trò và sự cộng tác của các thành viên trong gia đình. Trước tiên phải là người chồng, người vợ và những người con sống hòa thuận yêu thương, vì thuận vợ, thuận chồng, ta
tác biển đồng cũng cạn. Để có một gia đình biết yêu thương và hạnh phúc, trước hết gia đình đó phải được xây dựng trên một nền tảng của tình yêu thương và sự hy sinh. Khi có tình yêu, khi có sự hy sinh, chắc chắn họ sẽ vượt qua được tất cả mọi sóng gió của cuộc đời. Và khi họ đã vượt qua, họ lại càng bền chặt hơn và càng hạnh phúc hơn trong tình yêu. Có lẽ không ai trong chúng ta tự tin nói rằng gia đình tôi chưa một lần cãi vã, chưa một lần xung đột, chưa một lần phải suy nghĩ và lo lắng. Bởi phải chăng gia đình ấy không thể tồn tại trong một xã hội thực tế? Khi nói tới hạnh phúc gia đình, ai cũng nói rằng vai trò người vợ thế này thế kia mà quên đi vai trò của người chồng. Dù trong thời đại nào đi nữa, người chồng luôn là đại diện cho phái mạnh và là trụ cột của gia đình. Những người chồng đã bao giờ tự hỏi mình đã làm tốt vai trò trụ cột kia chưa, khi mà xã hội ngày nay bị đồng tiền chi phối? Vậy hãy là một người chồng rộng lượng và quảng đại, hãy chia sẻ đồng hành với vợ con dù là những việc nhỏ nhất. Chắc chắn bạn sẽ giành trọn được niềm tin và tình yêu thương nơi một nửa yêu thương kia của mình. Ta thường nghe người đời nói, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Người vợ là người giữ lửa, tạo nên tổ ấm trong gia đình, là niềm tự hào và là chỗ an ủi, nâng đỡ chồng lúc thành công hay thất bại và luôn là một người bạn tâm lý biết chia sẻ. Gia đình chính là bệ phóng của tương lai, tình yêu thương và sự chia sẻ chính là hạnh phúc gia đình, bởi vì nó là hạt nhân tổ ấm và đó là cội nguồn của mọi phẩm chất để vợ chồng sống hạnh phúc suốt đời bên nhau. Quý vị thân mến, người ta thường nói, từ tướng ăn là cách ăn uống của một người có thể nhìn ra được phong thủy cũng như vận may của người đó. Không chỉ có vậy, các hành vi trên bàn ăn của một gia đình cũng có thể thể hiện ra tình trạng hôn nhân và cuộc sống gia đình của gia đình đó. Một cuộc hôn nhân viên mãn sẽ không phụ thuộc vào việc sự nghiệp của đôi vợ chồng đó hiển hách cỡ nào, mà thường chỉ thể hiện ngay trong cuộc sống thường nhật bình dị hay những việc nhỏ bé hàng ngày. Nếu bạn chú tâm nuôi dưỡng hôn nhân từ những điều nhỏ bé và kiên trì thực hiện, chắc chắn cuộc hôn nhân của bạn sẽ trở nên hạnh phúc, đáng ngưỡng mộ. Sau đây sẽ là một vài những chi tiết nhỏ phản ánh hạnh phúc gia đình mà chúng ta thường ít để tâm đến. Mời quý vị cùng lắng nghe. Thứ nhất, một gia đình hạnh phúc, các thành viên có thể vui vẻ quây quần cùng nhau ăn cơm. Hôn nhân và gia đình là hai chuyện không thể tách rời. Nếu hôn nhân hạnh phúc, tất nhiên gia đình cũng sẽ hạnh phúc. Có một số gia đình, trước mỗi bữa ăn, ai bận việc của người ấy. Lúc ăn cơm, sức của ai người đấy ăn. Ăn xong, lại ai làm việc của người ấy. Không tương tác, không chuyện trò. Thế nhưng cũng có những gia đình, trước mỗi bữa ăn họ thường phân công nhau, cùng chuẩn bị cho bữa ăn. Người dọn bàn, người trải chiếu, người chuẩn bị bát đũa. Lúc ăn thì giúp nhau đom cơm, gấp thức ăn, hoặc ý tứ đưa những đĩa thức ăn ngon về gần chỗ bố mẹ để họ tiện gấp. Ăn xong là nhanh chóng thu dọn, rửa bát đũa, mỗi người một việc, hỗ trợ nhau rất nhịp nhàng. Người một nhà nếu có thể quây quần bên bàn ăn, vui vẻ ăn cơm, yêu quý, tôn kính lẫn nhau, cảnh tượng đó khiến cho người khác ngưỡng mộ biết bao. Rất nhiều người khi còn đang yêu đương đều gấp thức ăn cho nhau, quan tâm đến nhau, nhưng sau khi kết hôn, có thể duy trì được trạng thái này thật sự là việc khó đến mức đáng quý. Thứ hai, ba bữa một ngày chính là hương vị của tình yêu. Một ngày ba bữa nên ăn những gì? Đây là việc mà nhiều gia đình cảm thấy đau đầu. Bởi lẽ thực đơn thì cũng chỉ có vài món, muốn thay đổi khẩu vị mới cho mỗi ngày là việc không dễ dàng. Tuy nhiên với một cuộc hôn nhân hạnh phúc, chỉ cần có thức ăn, có rượu là các thành viên đã có thể ăn uống một cách ngon lành, vui vẻ rồi. Những người vợ đảm cũng sẽ biết quan sát sở thích ăn uống của từng người trong gia đình, tìm tòi công thức nấu ăn và quan tâm đến khẩu vị của mọi người. Họ sẽ nhớ rõ chồng mình thích ăn gì, con mình thích ăn gì, khẩu vị của bố mẹ ra sao và sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu của từng thành viên. Một người chồng tâm lý cũng sẽ chủ động giúp vợ nấu ăn chứ không phải chỉ biết ngồi ăn. Bữa cơm có ngon lành, đông đầy niềm vui, sự hào hứng hay không sẽ cho chúng ta thấy được tình cảm vợ chồng trong gia đình có tốt đẹp hay không. Đàn ông biết nấu ăn, hơn nữa lại nấu cho người phụ nữ của mình ăn. Chắc chắn bất kể một người phụ nữ nào cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thứ ba, cách ăn uống thể hiện sự giáo dục của gia đình. Một số gia đình khi đi ăn nhà hàng, chỉ vừa mới nhìn vào thực đơn, đã chê khẩu vị của đồ ăn không ngon.
Khi nhân viên phục vụ mang thức ăn bày ra bàn, họ lại chê món ăn tầm thường không có gì đặc biệt. Đến tận khi thanh toán lại cảm thấy nhà hàng không được cao cấp, lần sau sẽ đổi chỗ khác. Có người trong bữa ăn còn ra vẻ như mình là chuyên gia ẩm thực, chê này chê nọ, thậm chí là không để ý đến bọn trẻ nhà mình đang nô đùa nghịch ngợm mà nói ra những lời bất lịch sự, không tôn trọng người khác. Cách ăn uống của một người có thể bộc lộ ra sự giáo dục nuôi dạy mà người đó nhận được. Cách ăn uống của một gia đình có thể bộc lộ ra sự giáo dục tu dưỡng mà gia đình đó có được. Trong một cuộc hôn nhân viên mãn, các cặp vợ chồng luôn biết cách làm thế nào để giáo dục con cái. Họ cũng biết tôn trọng người khác, không ích kỷ, chỉ biết làm lợi về mình, dung túng cho con cái chơi bời lông bông, vô công, rủi nghề. Và cuối cùng, gia đình không hạnh phúc, không có tâm trí nào nghĩ đến việc ăn uống. Khi một người cãi nhau với nửa kia của mình, hẳn sẽ không còn tâm trạng nào để ăn uống. Không chỉ không thể ăn được khi ngồi đối diện đối phương, mà ngay cả khi dùng bữa một mình, bầu không khí cũng vô cùng nặng nề, cảm giác như cuộc sống toàn là đau khổ và bất hạnh. Thế nào mới được gọi là hôn nhân viên mãn? Chẳng phải là người một nhà khi ở cùng nhau có thể vui vẻ ăn ăn uống uống, bất luận thức ăn có thế nào cũng đều tìm thấy được niềm vui đó sao? Còn với một cuộc hôn nhân bất hạnh, cho dù là sơn hào hải vị bày ra trước mắt, người ăn vẫn chẳng cảm nhận được mùi vị gì, cảm giác như mỗi một miếng cơm đều đắng ngắt, khó có thể nuốt trôi. Cuộc sống, gia đình, hôn nhân của một người có tốt đẹp hay không, chỉ cần nhìn vào tướng ăn chúng ta sẽ nhận ra. Lúc ăn uống có vui vẻ cười nói hay không, có sự ấm áp của gia đình hay không, các thành viên có thường nhịn lẫn nhau hay không, tất cả những biểu hiện đó đều có thể nói lên diện mạo chân thật nhất của cuộc sống hôn nhân cũng như cuộc sống gia đình. Quý vị có đồng ý quan điểm này với Ngẫm Sự Đời không ạ? Hãy chia sẻ câu chuyện của quý vị với Ngẫm Sự Đời bằng cách để lại bình luận bên dưới video này của chúng tôi nhé. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những video trên kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.